Cùng với gần 1 triệu thí sinh cả nước, sáng nay hơn 12.700 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, công tác đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn thông suốt, đúng quy chế, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai chặt chẽ. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại điểm trường Trung học Phổ thông Hoàng Hóa Thám. Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Theo đó, công tác phòng chống dịch tại đây được trường triển khai chặt chẽ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng tiến độ và an toàn. Năm nay, Hội đồng thi thành phố Đà Nẵng có 12.716 thí sinh tham dự kỳ thi với 31 điểm thi phân bố đều ở các quận huyện. Ngoài thí sinh, có hơn 3.600 người làm công tác thi. Công tác phòng chống dịch tại các điểm thi được đảm bảo nghiêm ngặt. Ngay từ cổng trường, đội hình thanh niên tình nguyện tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các thí sinh trước khi vào thi. Hôm nay là môn đầu tiên là môn ngữ văn, cho nên là em đã chuẩn bị rất là sẵn sàng với môn thi của em. Em mong là mình sẽ được một kết quả tốt đẹp nhưng mà mình đã chờ đợi với lâu. Ra để chuẩn bị cho kỳ thi này, em đã chuẩn bị từ rất sớm. Em đã ôn tập tổng ôn kiến thức từ hồi cuối năm lớp 11 rồi và em đã làm rất là nhiều đề. Và với tình hình dịch bệnh như này thì em nghĩ đó nên đề sẽ không quá khó với học sinh và em nghĩ là em sẽ làm được tốt. Các thí sinh thuộc diện F liên quan đến COVID-19 thì riêng tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn với 12 phòng thi. Thưa quý vị, đây là năm thứ hai mà điểm thi đặt tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn được chọn để bố trí dành riêng cho các thí sinh F1, F2 và các thí sinh trong khu cách ly y tế của thành phố Đà Nẵng. Và rút kinh nghiệm từ đợt thi năm 2020 thì năm nay công tác chuẩn bị tại cái điểm thi đặc biệt này đã được ngành giáo dục thành phố có những cái phương án hết sức kỹ lưỡng và tất cả các cái cán bộ làm công tác thi thì đều mặc trang phục bảo hộ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Còn các thí sinh thì được đưa đón từ khu vực cách ly y tế đến điểm thi cũng như là được tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về sinh hoạt để tạo cái tâm lý thoải mái cho các em để các em có thể hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công có 41 thí sinh dự thi, trong đó có 2 thí sinh F1, 1 thí sinh F2, còn lại là các thí sinh ở khu cách ly y tế, cùng 59 người là cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên. Các thí sinh được hỗ trợ di chuyển đến điểm thi bằng ô tô trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các thí sinh mặc đồ bảo hộ khi bắt đầu di chuyển từ nơi ở đến địa điểm dự thi và tháo đồ bảo hộ, khẩu trang trước khi vào phòng thi, bỏ vào thùng rác đúng theo quy định. Cán bộ coi thi tại điểm thi này đã được tập huấn kỹ về cách phòng chống dịch, mặc đồ bảo hộ, xử lý các tình huống khi làm nhiệm vụ. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã giao nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể cho các sở ban ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai kế hoạch để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.